Mình là giáo viên mà mình mù mờ tin học quá. Công nghệ thì thay đổi rầm rầm mà mình không theo kịp. Còn mình á, mình là nhân viên văn phòng, yếu tin học nên công việc của mình nó chậm chạp lắm. Thế nên lương bổng nó cứ leo ta leo tèo. Có lẽ nào sẽ đến một ngày. Mẹ ơi, cô con nhá, mang tiếng thời đại 4.0 rồi, thế mà công nghệ thông tin còn cậm cạch lắm. Thôi con à, học cố năm nay đi, hy vọng là năm sau cô sẽ giỏi hơn con ạ. Kính thưa các đồng chí, tôi rất buồn khi phải thông báo điều này. Theo kế hoạch, trường ta phải tinh giản 30% biên chế do không đáp ứng được yêu cầu về mặt công việc. Đồng chí Bùi Duy Phương sẽ phải nghỉ việc từ tháng tới. Ôi, không được rồi, mình còn phải thi ngày hội công nghệ thông tin nữa chứ. Ai cứu em với? Làm sao con khóc? Thưa ông già Noel, con mù mờ về tin học quá. Con sợ mình sẽ ngày càng thụt lùi và sẽ không theo kịp thời đại nữa. Ông có cách nào giúp con không? Ui, tướng gì chuyện nhỏ. Đây là món quà mà ta sẽ dành tặng cho các con. Xin chào các thầy cô và các anh chị. Năm 2020 đã cho chúng ta thấy một xu thế tất cả các hoạt động từ kinh doanh, làm việc đến dạy học sẽ được chuyển lên trên trực tuyến. Nếu chúng ta không nắm bắt xu hướng thì sẽ bị tụt hậu và sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Chính vì điều này mà các sở giáo dục đào tạo cũng đang tổ chức những ngày hội công nghệ thông tin dành cho giáo viên biên chế, giáo viên hợp đồng và các nhân viên. Nếu các thầy cô, anh chị muốn mình nằm trong nhóm những người đi trước đón đầu, sẵn sàng tỏa sáng cho bất kỳ kỳ thi nào, đặc biệt là trở thành thần tượng cho chính học sinh của mình khi đứng trên bục giảng, hay các anh chị muốn ứng dụng tốt các công cụ online vào công việc của mình, thì hãy đến với khóa tập huấn mang tên Làm chủ công nghệ thông tin trong đời sống. Khóa học này sẽ giúp cho các anh chị có thể sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng online trong tạo và quản lý tài liệu, giảng dạy, quản lý và tương tác với học sinh hay là với các đồng nghiệp. Có thể giao tiếp với người khác thông qua hệ thống lịch làm việc và thư điện tử một cách chuyên nghiệp. Sử dụng Photoshop để cắt chỉnh sửa ảnh của mình để tạo nên những bài post Facebook đúng chuẩn, hiệu quả, đặc biệt là nếu các anh chị có ý định là bán hàng online và có thể làm được những video giới thiệu sản phẩm, album ảnh trong các dịp lễ, Tết, tổng kết năm học đẹp mắt và ấn tượng với mọi người. Và đặc biệt là các anh chị có thể làm một bài giảng e-learning trong vòng 90 phút thay vì phải mất cả tuần hay cả tháng để các anh chị có thời gian để cho dành cho gia đình hoặc là kiếm thêm thu nhập. Và rất nhiều những kiến thức bí mật tuyệt vời mà chỉ có tham gia và khám phá thì mới có thể cảm nhận hết được. Thông thường, học viên của thầy Phương phải bỏ ra khoảng 2,5 triệu để tham dự khóa học này. Tuy nhiên, đây là khóa học đầu tiên trong năm 2021 mà thầy Phương tổ chức. Thầy sẽ tạo một cơ hội cho tất cả các thầy cô, các anh chị mong muốn học tập đều có thể tham dự. Nếu ai muốn tiết kiệm một khoản tiền lớn mà vẫn được tham gia vào khóa học này thì hãy nhanh tay thực hiện các yêu cầu sau đây nhé. Một là hãy comment tôi muốn tham gia xuống phần bình luận và chia sẻ bài viết này lên trên trang cá nhân. Hai là hãy rủ các bạn bè cùng cơ quan, đồng nghiệp cùng tham gia. Những anh chị nào tham gia theo nhóm thì sẽ được ưu đãi và ưu tiên tham dự học tập trước. Ba là hãy thực hiện đúng các bước hướng dẫn trong bài viết của và ở dưới phần mô tả của video này. Không cần phải mất 7 tháng hay 7 năm để tự mày mò vất vả. Tất cả kỹ năng công nghệ cần thiết để các anh chị tự tin là một người công dân thế kỷ 21 sẽ được đóng gói trong 7 ngày học tập tuyệt vời trực tiếp cùng với thầy Bùi Duy Phương thông qua phần mềm Zoom. Tất cả thì chỉ cách chúng ta một cú click chuột thôi. Hãy bấm vào đường link ở bên dưới để đăng ký tham gia. Hãy nhanh tay lên, lớp học sẽ đóng khi đủ số lượng. Cuộc sống của chúng ta rất ngắn ngủi,
nên hãy nhanh lên, đừng để mình bị tụt lại phía sau. Cơ hội có những khóa học tuyệt vời như thế này là rất ít, đừng để sự do dự làm mất đi cơ hội quý giá của mình nhé. Thầy Duy Phương xin được chào mừng và hẹn gặp được giao lưu trực tiếp cùng các anh chị thông qua khóa học tuyệt vời này. Xin chào và hẹn gặp lại.